Đấy, anh Nguyên là quyết định, bởi vì anh Nguyên hôm nay là lên chỗ bản ấy, là anh Nguyên ký với ông trưởng bản đấy. Còn anh em mình thì không ký nên là không không là người quyết định, anh Nguyên là người quyết định. Đấy. Đấy, bây giờ là vừa nãy em hỏi nó thì có muốn xuống dưới xôi không, cho nó muốn. Trọng ơi. Đấy. Trọng ơi. Trọng trọng đi vào trại mồ côi nhá. Đấy, nó gọi thấy chưa? Anh nó gật, nó là nó muốn rồi. Thế nó đó. Ui giời. Vừa trời ta xuống. Ôi, vợ vào đâu lâm 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 tí mày gái nhá. Đây đây đây, chỗ này. Đây, nói chuyện tí nào. Vừa trời ta đằng kia để làm cái đường đi. Sao đấy? Vậy em thì em có ý kiến như này. Đây hôm nay em có anh vào đây ấy, là em có ý kiến như này. Bây giờ đẻ nó ở đây ấy, không phải là cách tốt. Bây giờ em nghĩ là nên đưa nó về dưới chỗ anh em mình, dưới xuôi anh em mình. Chỗ ấy điều kiện nó tốt. Với lại học hành các thứ, trường học các thứ. Với lại anh em mình đủ kinh tế để nuôi được mà. Thế bây giờ mày nghĩ là anh ngồi đây trông nó từ sáng tới anh thích lắm à? Anh bảo như này, đưa vào anh mình rất là khó, đưa về cho em mình cái trang nó mò xuống mà nó ghét phát, nó kiện một phát thì sao, đúng không? Em nghĩ là vẫn nên đưa về cho mình. Anh biết, bởi vì mình có giấy của trường bán, người ta anh với mày đều giống nhau là đều muốn đưa nó đi khỏi đây, đúng không? Đúng rồi. Ý của anh là vẫn đưa vào trại mồ côi em ạ. Chứ bây giờ để ở đây nhá, cái thứ nhất là cái trang nó ngay đây, với lại nó thuộc hết đường chỗ này, nó sẽ bắt đi một ngày nào đấy, nó sẽ bắt đi thôi. Mà con đấy bây giờ nó làm liều thuốc cỏ cái thứ, nó mua nó còn cho, nó cho cả hai mẹ con nó đi cơ, chứ không phải là mình nó. Thế bây giờ em với anh thì nói chung là cũng mỗi người một suy nghĩ như thế, nhưng mà bây giờ cách tốt nhất là gọi anh Nguyên vào. Bây giờ anh Nguyên thì đấy, anh Nguyên là quyết định, bởi vì anh Nguyên hôm nay là lên chỗ bản ấy, là anh Nguyên ký với ông trưởng bản đấy. Còn anh em mình thì không ký nên là không không là người quyết định, anh Nguyên là người quyết định. Đấy. Đấy, bây giờ là vừa nãy em hỏi nó thì có muốn xuống dưới xôi không, cho nó muốn. Trọng ơi. Đấy. Trọng ơi. Trọng trọng đi vào trại mồ côi nhá. Đấy, nó gật thấy chưa? Anh nó gật, nó là nó muốn rồi, thì nó đồng ý rồi. Bây giờ em sẽ ra đây đi, rồi cho nó ngồi đấy, nó xem siêu nhân đi. Con cứ xem siêu nhân đi nhá. Ngồi xem siêu nhân đi, bật to tiếng lên xem nhá. Siêu nhân. Đấy, ngồi xem đi. Đây là cậu Nguyên đúng không? Nguyên ở ngoài này nè. Đâu? Anh Nguyên ơi. Nguyên ơi. Nguyên. Nguyên đâu? Con đi ơi. Đi ơi. Ui giời. Vợ trở y tá xuống. Ê, vợ vào đâu lâm tí mày gái nhá. Đây đây đây, chỗ này. Đây, nói chuyện tí nào. Vợ trở y tá đằng kia để làm cái đường đi. Sao đấy? Vậy em thì em có ý kiến như này. Bây giờ mình em có ý kiến là thằng Trọng ở đây là không không khả thi rồi. Anh em mình đưa xuống dưới xuôi cho anh em mình. Ấy trời, không được không được. Cho ở dưới đây điều kiện nó tốt, trường học các thứ nó đi học. Bây giờ ai chẳng muốn nó tốt. Anh vừa hỏi nó là đi chạy một con không, nó gật, nó đồng ý rồi. Ừ. Nó biết cái gì mà anh đồng ý? Nó gật rồi đấy. Nó chỉ con biết cái gì à? Theo em là ý của em tốt vẫn hơn. Còn anh em không biết. Mày nói bây giờ nó đưa về xuôi, mày ở cùng nó sao, con Trang có đến nhà làm phiền mày mà có chịu được không? Mà nó kiện cáo mày bế con nó đi mày chịu được không? Bây giờ đi chạy một cô phải là hợp pháp không? Cả đôi bên cùng ok làm sao? Nói chung đỗ con Trang đến chạy một cô vấn đề gì đâu, anh em mình thay phiên nhau trông thằng Trọng ấy. Mày bắt tao theo cả ngày rồi đấy. Em với anh về chỗ Hải Phòng, em cũng nuôi cùng anh. Đi, anh em mình đưa đi. Không được, đi ở Trang có đi đâu mà về. Biết thế sáng nay em ký mẹ anh ký. Thế mày thương nó hay mày liên quan con Trang? Trang ở đâu kệ mẹ nó, mà liên quan con Trang làm đéo gì? Anh vẫn còn yêu cái Trang nhiều gì? Mày bị điên ở đâu, mày có sợ nó mà cứ yêu nó? Thế bây giờ anh nhìn cái hoàn cảnh nhà nó chưa? Bây giờ con nó như này nữa thì mình chẳng phải nuôi các thứ. Hoàn cảnh nhá, nhưng mà một khi mà có đứa đấy thì con nó không cần thì mày chẳng là cái mẹ gì cả Nguyên ạ. Đứa con nó rất tụt để đau, nó không cần thì mày không giờ nó... Bây giờ nó đang áp lực tâm lý thôi. Mày cứ bênh nó, yêu đứa mù quá. Anh em mình lên đây trải nghiệm thế là đủ rồi. Bây giờ đưa thằng Trọng về, nếu mà anh thương thằng Trọng không thì lên ghi giấy với trưởng bán, anh em mình về thôi. Có anh cứ cố chấp đi nhỉ. Anh em mình bây giờ ở đây công việc đã không có. Em đi xin mấy chỗ mà làm gì có công việc nào. Nên nương làm đi, xin người ta làm nương đi. Làm nương được bao tiền, em hỏi rồi, tháng được 300 nghìn. Mà là làm cực khổ lắm đấy. Làm thế nào được, mẹ đang ở kia sướng quen thì bắt đây làm nương làm quá được. Lên trải nghiệm thôi, lên chơi thôi. Mà lên chơi xong mày dính cái vụ này thì mẹ làm anh em khổ cho mày. Mẹ cả ngày đấy rú trong mà trông nó. Mạng đăng ký bao tiền cho xem siêu nhân mình biết bây không? Bây giờ anh quyết định như nào đây? Bây giờ em cần một câu nói của anh. Được thôi nhá, thôi. Nhanh lên. Tóm lại là đây em xin phép anh Duy nhá, là em đã quyết rồi. Là em sẽ ở đây, em nuôi thằng Trọng. Bởi vì là Trọng là con của Trang. Mà Trang bây giờ không về Hải Phòng nữa thì em cũng ở đây. Thế thôi, là anh vẫn yêu cái Trang luôn. Hả? Này, tao nói biết này, một khi bọn tao còn ở đây là bọn tao nghĩ cho mày.
khi mà tao về hết rồi một mình ở đây, tao đố mà chống chọi được con Trang ấy. Nó giấu anh bao nhiêu thứ chuyện như thế, bây giờ anh vẫn còn chấp nhận nữa. Ơ thì anh thương là Trọng thì anh đưa Trọng về. Bao giờ con Trang nó ổn tâm lý thì giả nó thôi. Còn anh còn phải... Bây giờ đưa Trọng về thì Trang nó ổn tâm lý làm sao được. Mày phải nghĩ như thế chứ. Thế anh... Mà, tao hỏi mày nhá, đưa về Trọng một côi được, đưa về nhà nó, bố mẹ nó có đồng ý không? Tí nữa em gọi cho bố mẹ anh. Đồng ý không? Bố mẹ sao chấp nhận được đứa cháu không phải là máu mủ đồ thịt của mình? Trời ơi, thôi đi. Em gọi bố mẹ anh. Có cái gì đâu. Anh đưa số em bố mẹ anh à? Không có số nào cả. Bây giờ ấy, tóm lại là cô Trọng cứ để một thời gian đi. Một thời gian nữa Trang nó bình tĩnh lại là mọi chuyện giải quyết xong hết. Ôi gì đâu mà người thì muốn đưa vào trại trẻ mồ côi, người thì muốn đưa xuống kia. Bây giờ cái chuyện mà thằng Trọng nó phát triển ấy thì ai cũng muốn thôi. Bởi vì anh như này, sáng nay còn ký giấy là nhận nó con nuôi này. Anh cũng muốn nó tốt lên này. Còn một bước nữa, bảo là về lấy giấy khai sinh ra anh lấy của cái Trang kiểu gì. Đố đưa cho mày. Thì đang bảo là nó bình tĩnh đây. Chứ bây giờ mình mà đưa con nó xuống kia nhá, nó mà bình tĩnh nó chết tại mình cũng ai nấy. Ủa nó còn người ta, hay anh em mình đi về. Tóm lại là anh có thương cái Trang thế thôi. Ôi này. Sắp đầu óc bắt đầu à. Hên khổ. Anh bảo trên bàn này chả có cái gì. Bây giờ mình anh lên. Chán vãi rồi, chán lắm rồi ấy. Cả ngày trông nó mày biết đăng ký bao tiền mạng nó xem sinh hơn cả ngày. Bao ghi cho đủ. Mà anh cứ chiều nó cho nó quen đi. Đến khóc. Đến lúc không có điện, không có siêu nhân nó có đòi. Nó khóc từ sáng giờ ấy, bố thằng mà chịu được. Đau hết cả đầu, ngủ sao được ngủ. Mẹ thằng Nguyên, nếu mà hiểu nghĩ kiểu gì nữa. Bảo lên chơi, lên mạng. Anh đi hỏi tự nhiên theo anh Nguyên xuống đây làm cái gì. Theo cái gì thống nhất là lên đây trải nghiệm, lên đây đi tham quan du lịch. Đi du lịch. Xong hôm đấy còn vào đây bắt em nữa, chịu. Cái tỉ của mẹ tao đau đầu quá. Bây giờ ấy, anh là anh lớn tuổi nhất ở đây. Anh và anh Khương Đình Nguyên. Còn em không nói được. Khuyên thì quá được rồi, nó yêu con mẹ à, mù quáng rồi, khuyên quá được. Mù quáng cái tao gì? Tao mày á, nếu mà đừng cùng tao mà đi về, kệ bà đó. Nhưng mà thế thì anh em mình lại không bỏ nhau được. Thì bây giờ mẹ muốn làm nào được. Thì bây giờ nhá, nói nó không nghe. Nói bao lặng lời nó không nghe, giờ chửi nó không được. Thì không về làm thì mẹ ở đây chịu khổ với nó nhá. Còn bây giờ tối nay họp vào có cả Hoàng ở đấy. Thằng Hoàng nó thẳng tính còn nói được ấy. Nếu muốn nhá, tao bắt thằng Cộng, thằng Trọng luôn. Kệ mẹ nó không quan tâm ý kiến của nó. Anh điên à, sao bắt thằng Trọng đi đâu? Bế nó đi nó phải đi theo. Mày hiểu không? Quan trọng giờ nó thương thằng Trọng. Mình cứ bế thằng Trọng đi là nó phải đi thôi. Bế nó Trọng đi là nó phải đi theo. Không bảo nó nữa, mày hiểu không? Mày bảo nó có đồng ý đâu, mày hỏi làm gì? Giờ ngày không làm nó đồng nào, ngày đăng ký mấy trăm nghìn tiền mạng cho nó. Em nói thật, anh em mình sắp cạn kiệt tiền ăn rồi đấy. Mà bây giờ ấy, ra chỗ ngô người ta không được đâu. Em chán ăn ngô lắm rồi. Bèn mày ăn. Em không ăn được. Đấy bây giờ anh vào anh làm nào đi. Làm nào thì bây giờ nhá. Không nói với nó nữa. Nếu mà nó cương như vậy tầm đến tối mình bế con mẹ anh Trọng đi luôn. Bế đi luôn. Đi đâu? Bế xuống xuôi đi, nó tự phải đi theo. Ui dồi ôi. Không nuôi được thì vứt vào chạy. Cái vấn đề là anh Nguyên anh là người ký, anh là người làm việc với ông trưởng bản. Bây giờ anh em mình có quyền gì đâu. Thì cứ bế đi, nó phải đi theo. Thằng Nguyên nó thương Trọng thì mày hiểu không? Nhưng còn cái Trang. Kệ bà này nó. Chốt mày... là ông ấy muốn lấy cái Trang chứ thằng Trọng có phải con ruột ông ấy đâu. Mày quan tâm đéo con Trang đấy. Thứ nhất là bây giờ nhá. Cái mấu chốt là đứa nhỏ đúng không? Mình cứ bế đứa nhỏ đi, hai đứa nó chắc chắn phải lôi theo, phải đi theo. Hiểu chưa? Điểm vào xem thế nào. Lấy ra điện thoại lại.